Tiếp nối chương trình là phát biểu chia buồn và lời tán thán công đức của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Chùa Hội Khánh, tỉnh Bình Dương sẽ thay lời cho Thượng tọa Thích Đức Thiện để phát biểu chia buồn và tán thán công đức. Được tin ca sĩ Phi Nhung qua đời do đại dịch Covid-19, sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung đã để lại niềm thương tiếc cho gia đình, người thân, đồng nghiệp và những người yêu mến dòng nhạc của ca sĩ Phi Nhung. Đối với Phật giáo, ca sĩ Phi Nhung là một Phật tử với pháp danh là Tịnh Bình, người đã luôn thể hiện tinh thần từ bi của người con Phật, tham gia đóng góp nhiều công tác thiện nguyện bằng trái tim, tình yêu thương và lòng từ bi của người con Phật trong các hoạt động từ thiện của mình. Đối với những hoàn cảnh khó khăn, lũ lụt, thiên tai thì đều có hình ảnh xuất hiện của ca sĩ Phi Nhung, đặc biệt là công tác thiện nguyện dấn thân trong đại dịch Covid-19 vừa qua. Để ghi nhận sự đóng góp của ca sĩ Phi Nhung, Phật tử Tịnh Bình, Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quyết định trao tặng bằng tuyên dương công đức cho Phật tử Tịnh Bình, ca sĩ Phi Nhung đã tận tụy quên mình giúp đỡ đồng bào bị F0 trong cuộc chiến chống Covid-19. Sự hy sinh của Phi Nhung là tấm gương sáng về hạnh từ bi, phụng sự nhân sinh. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đã gửi thư chia buồn đến gia đình, ekip làm việc, người thân của nữ ca sĩ Phật tử Phi Nhung. Do công tác Phật sự nên Thượng tọa Phó Chủ tịch Tổng Thư ký không thể đọc thư chia buồn trong giây phút cử hành lễ cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung, Phật tử Tịnh Bình. Được sự ủy nhiệm của Thượng tọa Phó Chủ tịch Tổng Thư ký, tôi xin phép được đọc thư chia buồn của Thượng tọa Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gửi đến gia đình, ekip làm việc, người hâm mộ trong và ngoài nước của ca sĩ Phi Nhung. Tôi rất lấy làm tiếc khi hay tin ca sĩ Phi Nhung, pháp danh Tịnh Bình, đã qua đời sau hơn một tháng kiên cường chiến đấu với đại dịch Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 11:57 ngày 28 tháng 9, 2021. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cống hiến cho các dòng nhạc của dân tộc, ca sĩ Phi Nhung còn được nhiều người biết đến thông qua những chương trình từ thiện đầy tính nhân văn trong suốt hơn 20 năm qua. Cho đến nay, giọng ca Bông Điên Điển đã nhận nuôi dưỡng 23 người con nuôi là trẻ mồ côi. Trong những ngày dịch giả, thay vì trở về Mỹ như dự định, ca sĩ đã chọn ở lại Việt Nam để đồng hành cùng bà con vượt qua những khó khăn bằng các hoạt động như đóng góp cho quỹ vaccine, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo đến người nghèo, tham gia nấu ăn, bếp ăn tình thương cho người vô gia cư, vân vân. Nhưng chẳng may, chị đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trong lúc thực hiện các hoạt động đầy ý nghĩa đó. Giờ đây, mặc dù ca sĩ Phi Nhung đã ra đi, nhưng tiếng hát, tấm lòng từ bi của chị
sẽ mãi khắc ghi trong trái tim người Phật tử nói riêng và người hâm mộ nói chung. Bởi lẽ, những ngày sống trên đời là những ngày ca sĩ Phi Nhung đã dâng hiến cả tài và tâm cho cuộc đời. Cuộc đời của chị chính là câu chuyện khơi dậy trong lòng mỗi người những giá trị cao đẹp về việc sống là cho đi, dùng trái tim yêu thương để soi dịu cho những mảnh đời bất hạnh, cống hiến cho cộng đồng và cho xã hội. Một lần nữa, xin thay mặt Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi xin thành kính chia buồn cùng gia đình, ekip làm việc, người hâm mộ trong và ngoài nước của nữ ca sĩ Phi Nhung. Nguyện cầu hương linh Phật tử tái sinh về cảnh giới an lành. Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện, cầu nguyện cho hương linh nữ ca sĩ Phật tử Phi Nhung pháp danh Tịnh Bình được sanh về thế giới an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, chúng con xin đề đầu đảnh lễ cảm tạ Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng 2 Trung ương, Tòa Chủ Tổ Đình Hội Khấn tỉnh Bình Dương, đã thay mặt cho Thượng tọa Đức Thiện tuyên đọc thư chia buồn và lời tán thán công đức đối với cố ca sĩ Phật tử Phi Nhung. Tiếp nối chương trình là tuyên đọc bằng tuyên dương công đức của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội dành cho một ca sĩ, một Phật tử có nhiều đóng góp cho sự nghiệp từ thiện xã hội, đặc biệt là trong mùa đại dịch COVID-19. Chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban trị sự Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 10, sẽ thừa lệnh của Đức Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự tuyên đọc bằng tuyên dương công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý Hòa Thượng, chư tôn đức lãnh đạo các cấp giáo hội, kính thưa Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ cùng toàn thể chư tôn đức tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thay mặt cho Trung ương Giáo hội xin được thông qua bằng tuyên dương công đức tặng cho ca sĩ Phật tử Phi Nhung. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đạo Pháp Dân tộc Chủ nghĩa Xã hội, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức Phật tử ca sĩ Phi Nhung pháp danh Tịnh Bình, đã tận tụy quên mình giúp đỡ đồng bào bị F0 trong cuộc chiến chống COVID-19. Sự hy sinh của Phi Nhung là tấm gương sáng về hạnh từ bi phụng sự nhân sinh. Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2021, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hòa Thượng Thích Thiện Nhân ấn ký. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, chúng con xin tri ân Thượng tọa, xin mời bé Quỳnh Trang là con nuôi của ca sĩ Phật tử Phi Nhung sẽ đến trước án thờ của mẹ và thay cho mẹ để tiếp nhận cái món quà quý báu này từ Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội. Mong rằng hương linh của chị sẽ mỉm cười và cảm thấy vô cùng hoan hỷ vì sự truy tiến ngày hôm nay. Tiếp nối chương trình